Ấn bóng dành cho Thái Lan. Đưa bóng vào. Rất tiếc không thể có một tình huống dứt điểm. Ronaldo. Có bàn thắng dành cho Indonesia hay không? Không ạ. Sẽ có một quả đá phạt dành cho Indonesia. Như thường lệ thì những pha bóng cố định vẫn đang được thực hiện bởi đội trưởng Marcelino. Chắc chắn một bàn thắng ở thời điểm này sẽ khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Và chúng ta vẫn đang chờ đợi điều đó. Không được.